xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 25. Nên bỏ điều trị ung thư bằng phương pháp chính thống để theo các phương pháp dân gian. Hiện nay có rất nhiều tin đồn rằng các phương pháp điều trị chính thống bằng y học hiện đại hay gọi cách khác là phương pháp điều trị thông thường kém hiệu quả hơn so với các phương pháp dân gian hay có tên gọi khác là phương pháp điều trị thay thế. Phương pháp thông thường. Các phương pháp được khoa học công nhận được các bác sĩ sử dụng điều trị, ví dụ như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị. Phương pháp thay thế. Các phương pháp chưa được công nhận bởi khoa học hiện đại và không xác định được khả năng điều trị ung thư, ví dụ như thảo dược, vitamin, khoáng chất, thuốc bắc, thuốc nam, châm cứu, ăn kiêng. Trong một nghiên cứu lớn, kết quả cho thấy các bệnh nhân mắc ung thư vú không di căn, ung thư phổi và ung thư trực tràng sử dụng phương pháp điều trị thay thế có khả năng sống sót thấp hơn các bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp thông thường. Kết quả nghiên cứu này được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành Journal of the National Cancer Institute vào tháng 8 năm 2018. Bác sĩ Skyler Johnson của Bệnh viện Y, Đại học Yale, đứng đầu nghiên cứu này có nhận xét rằng kết quả nghiên cứu cho thấy nguy cơ tử vong của bệnh nhân lựa chọn các phương pháp điều trị thay thế tăng lên so với cách điều trị thông thường. Đây là điều mà các bệnh nhân mắc ung thư nên suy xét trước khi lựa chọn cách điều trị. Trong nghiên cứu này, bác sĩ Johnson và các đồng nghiệp đã xem xét kết quả của các bệnh nhân mắc ung thư từ hơn 1.500 bệnh viện trên toàn nước Mỹ. Trong 1,68 triệu người mắc ung thư vú không di căn, tuyến tiền liệt, trực tràng hoặc phổi được điều trị bằng phương pháp thông thường được ghi nhận từ năm 2004 đến năm 2013, có 281 người từ chối tiếp tục điều trị mà chuyển sang điều trị bằng một hoặc vài phương pháp điều trị thay thế. Các phương pháp điều trị thay thế ở đây rất đa dạng, bao gồm sử dụng các loại thảo dược, vitamin, khoáng chất, thuốc bắc, châm cứu, ăn kiêng, v.v. Để phân tích, các nhà nghiên cứu đã so sánh những bệnh nhân cùng nhóm trong cùng một khoảng thời gian được chữa bằng các phương pháp thay thế và các phương pháp thông thường như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc hormone. Kết quả cho thấy những người mắc bệnh ung thư vú và ung thư trực tràng có tỷ lệ chết cao hơn gấp 5 lần khi họ sử dụng các phương pháp điều trị thay thế. Các nhà nghiên cứu cũng cho thấy là tỷ lệ chết này ở các bệnh nhân ung thư phổi là gấp đôi. Hơn nữa, trong cơ sở dữ liệu bệnh nhân còn cho thấy những người lựa chọn phương pháp thay thế thường có độ tuổi trẻ hơn, khỏe hơn, phụ nữ, có thu nhập và trình độ học vấn cao hơn. Với những yếu tố này, nhóm người này có thể đã có tỷ lệ sống sót cao hơn nếu chọn phương pháp điều trị thông thường. Bác sĩ Jeffrey White, Giám đốc Bệnh viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ nhận xét, nghiên cứu này dựa trên các đối tượng bệnh nhân từ chối hoàn toàn các phương pháp điều trị thông thường để điều trị bằng phương pháp thay thế, nên vẫn còn một câu hỏi mở, liệu việc kết hợp cả hai phương pháp này cùng một lúc có làm tốt hơn hay không? Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, trong nghiên cứu này, chủ yếu dựa trên các bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu, chưa di căn. Những người này đáng ra phải có cơ hội sống sót nhiều hơn nếu điều trị bằng phương pháp thông thường. Do vậy, có một điều bạn phải suy nghĩ ở đây là nếu bạn chọn phương pháp thay thế để điều trị ung thư và nó không hiệu quả, khiến ung thư phát triển mạnh hơn sang giai đoạn sau, thì bạn mất cơ hội để trở về điều trị bằng phương pháp thông thường vì nó không còn hiệu quả như lúc ung thư ở giai đoạn đầu nữa. Do vậy, các bệnh nhân ở giai đoạn đầu của ung thư chưa di căn nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội để thử điều trị bằng những phương pháp thay thế. Đó là nhận định sai lầm. Sự thật, bỏ điều trị ung thư bằng phương pháp chính thống để theo phương pháp dân gian hầu như đem lại kết quả xấu hơn. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.